mọi người dẫn chương trình. Xin được thay lời cho gia đình. Những cách làm chương trình xin được đỡ lời cho đại gia đình gia chủ. Xin được gửi đến toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Chúc toàn thể quý vị sẽ có buổi trưa thật là ý nghĩa, thật là ngon miệng và thật là vui vẻ. Và vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và có lẽ rằng ngày giờ phút này đây thì giờ lành, giờ đẹp, giờ hoàng đạo thì cũng đã điểm rồi. Và có lẽ rằng có để toàn thể quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Chúng ta là những tiền khách, chúng ta là những tân khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau hướng mắt nhìn của mình trở về phía cánh cổng hoa, nghĩa trở về phía sân khấu chính của chúng ta. Và đừng quên bao lấy những tràng pháo tay thật lớn, thật dài và thật nồng nhiệt để chờ đón sự hiện diện của đại gia đình gia chủ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Đúng rồi, chính vậy, xin được trân trọng kính mời đến đại gia đình gia chủ, kính mời bác Lô Thị Nghĩa cùng với các con gái cùng với con rể sẽ trở về phía sân khấu chính để ra mắt sự kiến với toàn thể quý vị. Và toàn thể quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chờ đón sự hiện diện của đại gia đình gia chủ của trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì tập về đã và đang hiện diện tại trung tâm sân khấu chính khá đa hạnh, khá đa hạnh phúc ngày hôm nay. Cho phép Nhật Xuân xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị, đó chính là đại gia đình hạnh phúc nhất của chúng tôi trong trưa ngày hôm nay. Và cũng chính là gia chủ, chủ nhân của ngôi nhà khang trang mà chúng ta toàn thể quý vị đang được ngắm nhìn. Và chính họ đã cho toàn thể quý vị lý do các bạn tại đây để cùng chung vui và cùng chúc mừng. Đúng không, và kính thưa bà, quý vị kính thưa các anh chị, ngày hôm nay toàn thể các cụ, các bà, quý vị có gì chú bác bạn bè sắp gần của đại gia đình chúng ta đã cùng nhau trở về đây đông đủ để cùng chung vui và cùng chúc mừng cho đại gia đình chúng ta. Và các bạn có những lời cảm ơn chân thành, lời chia sẻ sắc nhất đến sự diện của toàn thể quý vị. Thì ngay sau đây cho phép cháu, cho phép em đã xin được trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ chuẩn bị cúi một thứ cúi chào thân thương để thay những lời cảm ơn chân thành, lời chia sắc nhất đến sự diện của toàn thể quý vị. Đúng rồi, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và một lần nữa thì đại gia đình gia chủ của chúng tôi xin phép được cúi chào quý diện kiến thân toàn thể quý vị một chào với các thân lớn để cùng chúc mừng. Sau chiếc tiếng lại của mình bình thường ở em nọ có thể có một chân lý chân ngam nọ xin từ đồng bằng tổ lưu lắm tóc và tổ chức tóc và đồn pha cái trắng sau đại diện chuyên sử mình ở sọc tạc sọc chát tiếng lại của mình bình thường ở em quản thủ bố sung ở ai ai quản lung chú phủ chú cung ở dân bất tin tức thể quý vị thân mến. Và có thể nói rằng là trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng được sinh ra và ai cũng được lớn lên và ai cũng có trong mình những niềm mơ ước, niềm hoài bão và niềm hạnh phúc riêng của bản thân mình. Và ngày hôm nay đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi cũng vậy, họ đã có cho mình những niềm mơ ước, niềm hoài bão và niềm hạnh phúc riêng của mình. Và niềm hạnh phúc đó ngày hôm nay thực sự trọn vẹn khi đại gia đình của chúng tôi đã đi làm ăn vô cùng vất vả, bon chen ngược xuôi và đã phấn đấu rất là nhiều. Và trước mắt toàn thể quý vị đã được chứng kiến đó chính là một ngôi nhà khang trang, và đó cũng chính là thành quả của một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, và đó chính là một ngôi nhà mà ai cũng hằng mong ước của trong toàn thể quý vị. Và đó cũng chính là lý do lớn nhất để ngày hôm nay toàn thể quý vị đã cùng nhau hiện diện, đã cùng nhau hội tụ trở về đây để cùng chúc mừng cho đại gia đình gia chủ của chúng tôi. Và các bạn để có những lời cảm ơn chân thành, lời chia sẻ nhất đến sự diện của toàn thể quý vị thì ngay sau đây bác tổ chức chương trình xin được trân trọng kính mời bác Lún ạ đã trở về phía sân khấu chính để có những bài phát biểu để có lời cảm ơn đến sự diện của toàn thể quý vị. Con xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các ông các bà lãnh đạo đảng chính quyền toàn thể của Bắc Lèn, kính thưa các ông các bà lãnh đạo đảng chính quyền mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của thành phố, gia đình có được những năm qua cùng chung sống với thôn bản của chúng ta, nói chung chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Con cái cảm ơn đảng chính quyền địa phương, cảm ơn các bác các anh các chị và các bà có công đóng góp về vật chất, về tinh thần để làm nhà khang trang cho các cho gia đình chúng tôi. Xin có lời cảm ơn thành nhất, xin chúc quý vị đại biểu cùng gia đình và chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin chúc gia đình có ý ạ hạnh phúc phát triển, chúc bà con cô bác làm ăn phát triển, xây dựng thành công nông thôn mới giai đoạn mới. Xin kính chúc quý vị, xin cảm ơn một chào thân lớn với toàn thể quý vị.
Vâng, bài phát biểu của bác lớn thì không dài và cũng không ngắn, nhưng vô cùng đầy đủ chân thành và ý nghĩa của toàn thể quý vị. Và vừa rồi thì toàn thể quý vị đã cùng nhau vừa được lắng nghe bài phát biểu bằng tiếng phổ thông, và có lẽ rằng để gìn giữ một chút văn hóa của dân tộc Thái của chúng ta thì ngay sau đây thì tôi xin được thay lời gia đình có đôi lời phát biểu gửi đến toàn thể quý vị là chiếc tiếng Thái con em pin ông lễ nọ và sắc là chồng bón em khẩu đó thì hiền hậu cái người kiếm tấm bạn đã cuốn cái chấn lệ lại bì chấm đi lại khẩu lẹp chém nhang và trong bài lại ta thì có trong ở nhà nào bớt cuốn cho có bốn là bốn tà lứa bốn tà lứa bốn tôn và sau bờ dân dở xả tà thế ma thế sưng thế trâu thế lại và sau thì nhóm mày to lo khán cả ba mớ và sau bà trong ông bà anh chị cái đó là dây kiếm tấm bạn đã cuốn tấm huyệt tấm trầu chẳng tích góp chẳng thành dụng chẳng thành dụng để quản kinh tế nhỏ nhỏ nhưng nó sắp mang đi chẳng nào mất sẽ để làng hết khăn chăn nhưng đó là tích hài của mẹ vì nó mãi ước thắng phòng này lại đúng mê các thầy lưu tàu lưu làng các bạn tổ chức các bạn đồn 30 sản ở xưa các có các thầy lưu tàu lưu làng để sở chung là chuyên sửa mê đi ta học khăn xịn sờ lý mưa đả mà mưa nửa lưng chưa dệt sàng lầy cây sàng pin các có tiếp sóng ma lưu tàu lưu làng để sở đại diện là chuyên sửa mê đi ở sở chung tích hài của mẹ vì nó mãi ước ở trên tích hài của mẹ vì nó mãi ước đi ở phần biển phú biển xa biển tai biển anh biển chính biển xá bằng cái khả này cuốn là tác nhân tàu hoàng quân chẳng chưa sớm đi các thầy có đi sẵn ở xưa cái sở chung tiếng lại của mẹ pin nào ở em liên bù hả mắt pe lại tù liên mai hả mắt pe lại lắm các sở chung tiếng lại của mẹ pin nào ở em xin tỉ nhau đi lùa sầy sơ tỉ nhau đi lùa nào nhau đi khai bắt chờ không buồn lớp dưới nào vẫn giữ nơi đời được sơ tỉ nhau tiếng lại của mẹ pin nào ở em Vâng, xin toàn thể quý vị thân mến, vâng rồi toàn thể quý vị đã cùng nhau vừa được lắng nghe bài phát biểu ngắn gọn ban tổ chức chương trình chúng tôi thay lời cho gia đình gửi đến toàn thể quý vị và có lẽ rằng ngày giờ phút này đây để có những lời cảm ơn trực tiếp đến sự diện của toàn thể quý vị thì cho phép MC xin được trân trọng kính mời đoàn gia đình của chúng ta sẽ di chuyển ở phía những hàng tiệm mâm cỗ hiện diện tại từng hàng tiệm mâm cỗ để có những ly rượu thành cho những lời cảm ơn tôi xin được trân trọng kính mời. Chào mừng tất cả lớn đến với toàn thể quý vị. Một tiết mục múa vô cùng huyền truyền của các bà, tuy tuổi đã cao nhưng mà những điệu múa rất là huyền truyền với các toàn thể. Oh,
chẳng mua được gì. Trong ngực em có thêm điều gì.
cùng tuyệt vời, một tràng vỗ tay thật lớn đã để dành tặng cho các vũ công của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay thật đẹp.
Trên này mình trao